dép hồng và dép xanh. Chuyện rằng hễ đêm đến, khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ, đó là lúc các loại dài dép bắt đầu thức dậy, trò chuyện và hoạt động, giao lưu với nhau. Khi trời sáng, chúng lại trở về vị trí ban đầu của mình. Vậy thôi nào mọi người ơi, chào ngày mới tốt lành nha. Vậy thôi. Vợ chồng chú dép xanh hôm nay đi chơi vui không? Vui lắm anh ơi, hôm nay chúng em được theo cô chủ đi dạo công viên. Nhiều cây xanh và mát lắm, ở đó thật là vui. Thích nhé, dạo này hai anh chị dép được cô chủ dẫn đi chơi hoài, thật hạnh phúc. Ước gì chúng ta sẽ luôn là đôi dép hạnh phúc thế này, anh nhỉ? Chắc chắn rồi, chúng ta là một đôi dép xanh hạnh phúc mà. Cái con mèo này suốt ngày phá phách, đi đi. Tội nghiệp dép hồng quá, xinh xắn thế kia mà đi đâu để con mèo tha tới đây không biết. Thôi em đừng khóc nữa, em tới đây rồi thì mọi người sẽ xem em như người nhà. Đúng đó. Chị dép hồng đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu người đi đó. Dạ em cảm ơn mọi người. Để anh lau vết thương cho. Dạ em cảm ơn anh. Có chuyện gì mà trong em buồn thế? Em chẳng bao giờ được ra ngoài như anh chị, số em thật hẩm hiu. Anh dép xanh ơi, thời gian qua chỉ có anh hay chăm sóc, quan tâm đến em. Thật lòng em rất muốn được ở mãi cạnh anh, được cùng anh đi khắp nơi, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Thật ra, từ ngày quen biết em, anh cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng... Thật sao? Nếu vậy có gì phải lo chứ? Chúng ta hãy bỏ đi nơi khác, ở nơi mới. Chúng ta sẽ là một đôi dép hoàn hảo nhất, một xanh, một hồng thật độc đáo. Anh... Nhưng làm sao chúng ta đi được? Chúng ta phải quay trở về vị trí ban đầu khi trời sáng mà. Chuyện đó không khó, em có kế hoạch này. Anh cứ làm như vậy, con mèo kia rất thích mùi của anh, nhất định sẽ tha chúng ta đi khắp nơi, ở nơi ở mới. Chúng ta sẽ là đôi dép hoàn hảo nhất. Ôi, chợ cá có khác, tanh quá, giờ hết dép rồi. Chắc ngày mai cô chủ sẽ tắm rửa cho anh ngay thôi đó mà, chịu khó một tí thôi. Đi chỗ khác, tanh chết đi được. Chiếc hồng thì còn xinh xắn, chiếc xanh xấu quá. Mà dù gì hai màu thế này cũng chẳng dùng được. Trời ơi, còn tanh hôi nữa chứ. Vứt đi cho rồi. Nếu anh cũng có màu hồng xinh đẹp như em thì chúng ta đã không bị vứt đi như đồ bỏ thế này. Em chả bảo một xanh, một hồng thật hoàn hảo còn gì. Ý, chiếc dép xanh vẽ sành điệu quá, mà sao có một chiếc nhỉ? Chiếc còn lại chắc cũng trong này thôi. Rõ chán, chả thấy đâu. Lại thấy chiếc màu hồng này nhìn sến quá. Hay, hai chiếc hai màu thế này mà sao ai dùng được? Chỉ có dở người mới đi thôi. Tại sao ai cũng hất hủi chúng ta vậy? Chúng ta không đẹp ư? Không phải chúng ta không đẹp, mà đơn giản vì chúng ta chỉ là hai chiếc dép. Đẹp đấy, nhưng không phải là một đôi. Là sao cơ? Em sặc sỡ và xinh đẹp hơn chiếc dép xanh cơ mà. Đẹp đấy, nhưng chúng ta là một đôi kệch cộm, chẳng thể nào hòa hợp được khi ở cạnh nhau. Chúng ta bị con người vứt bỏ là vậy, chẳng có chút giá trị nào ở đời này nữa. Giờ thì anh đã hiểu, đã bị trả giá,
đã bị trừng phạt, chiếc dép xanh có thể không phải là chiếc dép xinh nhất, nhưng lại chính là một nửa hoàn hảo của anh để tạo nên một đôi dép. Dép xanh ơi, anh sai rồi. Ước gì chúng ta sẽ luôn là đôi dép hạnh phúc thế này, anh nhỉ? Vai thôn nữ. Trời ơi, bao nhiêu toan tính, bao nhiêu kế hoạch đã lập ra, cuối cùng ta lại trắng tay như thế này sao? Trời ơi là trời. Hoan hô, hoan hô. Hay lắm, Mỹ Lệ có khác, diễn xuất thật tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vở kịch Cô gái mồ côi do Mỹ Lệ thủ vai chính đã kết thúc hội diễn văn nghệ của trường sân khấu nghệ thuật ngày hôm nay. Mời vào. Em chào thầy. Thầy cho gọi em ạ? À, đúng vậy. Thầy giới thiệu với em, đây là đạo diễn trẻ Trần Hùng. Còn đây, giới thiệu với anh, Mỹ Lệ, sinh viên năm cuối của trường, cũng là diễn viên tiềm năng nhất của trường hiện nay. Dạ, vâng, chào anh. Chào em. À, anh Trần Hùng đây, có nhờ thầy giới thiệu một vài diễn viên cho bộ phim điện ảnh sắp bấm máy của anh ấy. Nhưng qua vở kịch vừa rồi, thì Trần Hùng đã chấm luôn em làm nhân vật nữ chính rồi. Em thấy sao? Vậy à? Ừ, đúng vậy. Tôi rất ấn tượng với lối diễn xuất đầy cảm xúc mà lại rất tự nhiên của em. Tôi cảm tưởng vai diễn trong phim của tôi như sinh ra dành cho em vậy. Anh quá khen. Vai diễn ấy như thế nào ạ? Đó là một thiếu nữ nông thôn có cuộc sống nhiều khó khăn, biến động và có một nội tâm phức tạp. Đây là kịch bản, em xem đi. Dạ, em xin. Ờ, nhưng mà dù sao lời đề nghị đến với em cũng hơi đường đột. Anh có thể cho em thời gian xem xét kỹ kịch bản được không ạ? À? Em cứ suy nghĩ kỹ. Anh rất mong chúng ta sẽ hợp tác trong bộ phim này. Dạ. Lệ ơi, Lan đến chơi nè con. Dạ, mẹ kêu Lan vào phòng con luôn đi. Nghe nói hôm nay cậu được mời đi đóng phim phải không? Cậu sẽ tham gia chứ? Có lẽ là không. Hả? Sao lại không? Cậu có biết cơ hội được đóng phim cho sinh viên như chúng mình hiếm thế nào hay không? Thế phim này có gì không tốt hả? Cũng không hẳn. Kịch bản cũng được, nhưng lại quay ở nông thôn. Kiểu gì mình cũng phải hóa trang rất quê mùa, xấu xí. Rồi đi lại, sinh hoạt cũng vất vả. Hơn nữa, đạo diễn lại... Đạo diễn có gì không ổn à? Ừ, quá non trẻ. Cậu đã nghe cái tên Trần Hùng bao giờ chưa? Đó, có ai biết là ai đâu. Một đạo diễn vô danh như vậy thì làm sao phim ấy có hy vọng gây được tiếng vang nào cơ chứ? Mà cậu từ chối phim này thì định sẽ làm gì? À, tớ mới nghe rằng bộ phim Tiểu Thư Đài Cát của đạo diễn rất nổi tiếng Vũ An sắp bấm máy. Được xuất hiện ở trong phim của Vũ An thì cứ như là một bước thành sao luôn. Tớ đang chuẩn bị casting phim ấy đó. Thế à, chúc cậu may mắn nha. Ừ, tớ sẽ cố gắng. Lan ơi, Lan, nhìn nè, tớ trúng vai nữ chính rồi, phim của Vũ An đó. Tuyệt quá, chúc mừng cậu, đúng như ước nguyện nhé. Ừ, cuối cùng cũng kiếm được một vai diễn đáng giá. Ủa, mà cậu đang cầm cái gì thế kia? Tớ cũng vừa nhận được một vai diễn. Wow, cậu cũng được mời đóng phim rồi à, tuyệt quá. Vai diễn thế nào? Là vai cô gái nông thôn của đạo diễn Trần Hùng. Ồ, ra vậy. Được chọn vào vai chính là cậu cũng giỏi lắm rồi. Cố lên. Ừ. Hey, thật là tệ quá. Phim của mình đã khởi chiếu cả tuần nay. Tìm kiếm theo từ khóa tên phim cũng chẳng có mấy thông tin. Thật không ngờ phim được kỳ vọng như vậy mà lại trở thành bom xịt. Alo. Alo, Lệ à. Hôm qua phim Thôn Nữ của Lan khởi chiếu, cậu có đi xem không? Mình bận lắm. Thế có gì không? Đừng có bảo mình phải đến động viên Lan nha. Phim của mình đóng cũng đang thất bại thê thảm đi. Ồ không, ngược lại kia. Chỉ trong một ngày khởi chiếu mà phim đã đạt kỷ lục phòng vé đó. Các nhà phê bình đã đồng loạt vào cuộc. Họ đánh giá bộ phim rất cao, đặc biệt là diễn xuất của nữ diễn viên chính.
Sau phim này thì Lan vụt thành diễn viên hạng A là cái chắc. Lệ à, Lệ, sao thế? Có nghe tớ nói không đấy? Kỷ lục phòng vé, diễn viên hạng A, phim thôn nữ. Trời ơi, bộ phim mình đã bỏ qua, vai diễn không quan trọng. Trời ơi, sao lại như thế này? Điều đáng trân trọng. Em có mệt lắm không? Nghỉ ngơi đi. Còn bao nhiêu để anh dọn nốt cho? Dạ không sao đâu anh. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng mình đã mua được nhà riêng là em lại phấn khởi, chẳng thấy mệt mỏi gì nữa. Xem em kìa, cứ như con nít được quà không bằng ấy. Nhưng mà cũng phải thôi, đây là thành quả chúng mình vất vả, khó khăn lắm mới được cơ mà. Thế nên chúng mình phải làm cho nơi đây thành một ngôi nhà thật hạnh phúc đấy, anh biết chứ. Nhất trí, thưa vợ yêu ạ. Trên này xong chưa em? Cũng khá ổn rồi anh ạ. Phòng này cao ráo, thoáng mát. Em tính chúng ta chuyển phòng ngủ lên đây được không anh? Cũng được. Cái gì thế? Sao con chim lại đâm đầu vào cửa vậy? Chả hiểu nữa, chắc nó bị mù. Không phải đâu, bị mù thì làm sao sống được chứ? Thôi kệ nó đi em, nếu em muốn chuyển phòng ngủ lên thì chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy. Dạ. Anh Liên hoan lớp về muộn thế. Ừ, ít khi gặp lại bạn cũ mà. Anh mệt lắm hả? Không, chỉ là hôm nay tự dưng thấy hơi chán. Hả? Sao anh lại chán? Hôm nay tụi anh liên hoan ở nhà Hải. Nó vốn cũng xuất thân bình thường, làm công ăn lương như chúng ta. Vậy mà đùng một cái, nó có miếng đất được đền bù, nó có nhiều tiền rồi đầu tư kinh doanh. Lại may mắn nữa nên nó phất lên ác quá. Giờ nó với mình khác nhau một trời một vực. Thì cũng mừng cho nấy thôi chứ sao hả anh? Ấy là khi nghĩ đến mình, anh mới chán. Vợ chồng mình nai lưng, cực lực kiếm tiền mãi mới mua được căn nhà bé tẹo thế này. Biết bao giờ mới có được cơ ngơi đồ sộ như nó chứ. Thì cái này tùy vận mỗi người chứ. Tại em chưa được tận mắt chứng kiến căn nhà của nó. Đồ sộ, rộng rãi, đủ các loại tiện nghi đắt đỏ. Hay, so với nhà nó, nhà mình chẳng bằng được gian bếp ấy, chật chội, tên toàn. Kìa anh! Thôi, anh đi ngủ đi, mệt quá rồi. Mai chủ nhật cứ để anh ngủ, đừng gọi dậy sớm nhé. Dạ. Cái gì đấy? Một con chim bị điên, ngày nào cũng gõ cửa không chán á. Được ngày chủ nhật cũng không để cho người ta yên. Lì lợm thế chứ. Sao anh đã dậy rồi? Tại cái con chim điên ấy, cứ đập đầu vào cửa làm anh không tài nào ngủ được. Thật không hiểu nổi con chim này nữa. Cái cây tươi tốt, đẹp đẽ thế kia thì không đậu, cứ đâm đầu vào cánh cửa làm gì? Muốn biết, anh thử đóng cửa lại xem. Hả? Bóng cây cổ thụ trong gương. Nhưng mà cái bóng ấy đẹp quá, đẹp hơn cả cái cây bên ngoài. Là vậy đấy anh à, con chim cứ đâm đầu vào cánh cửa. Vì thấy bóng của cây cổ thụ đẹp đẽ kia qua kính mà không nhận ra rằng đó chỉ là ảo ảnh. Em thấy đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng giống con chim ấy, cứ luôn theo đuổi những ảo ảnh hão huyền mà quên mất những gì tươi đẹp xung quanh mình. Vợ chồng mình đã có một ngôi nhà, một nơi để gây dựng tổ ấm hạnh phúc riêng. Sao mình phải so sánh với ngôi nhà sang trọng của bạn anh làm gì? Em nói đúng, anh thật là hồ đồ. Suýt nữa thì anh đã quên mất ngôi nhà hạnh phúc mà chúng mình đang có. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.